Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái công cụ để vẽ cái vách và lõi. Đầu tiên là các bạn xem lại cái file mặt bằng kết cấu của chúng ta như thế này. Chúng ta sẽ có bốn cái vách chữ L ở bốn góc và một cái lõi ở giữa. Thì bốn cái vách này là đối xứng nhau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái vách này trước. Thì để vẽ cái vách thì các bạn biết là cái vách này kích thước của chúng ta tính từ tim vách này cho đến ra đến mép vách là 3m cộng với đoạn này là 350 thì nó là 3m35. Theo phương đứng này cũng tương tự là 3m35. Thì để vẽ cái vách này mình có mấy cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ định vị các cái điểm này bằng các cái point. Thứ hai là fix sẵn chiều dài của cái vách này. Và thứ ba là chúng ta sẽ vẽ các cái vách này theo cái mẫu. Thì mình sẽ trình bày lần lượt các cách. Thì cách đầu tiên, chúng ta sẽ zoom sát vào cái vị trí này. Trước hết là chúng ta sẽ vẽ các cái point theo phương đứng này là 3m35, theo phương ngang này cũng là 3m35. Chúng ta vẽ point như sau. Và draw, chọn draw joint object. Cái bảng tọa độ của cái point nó hiện ra ở đây. Cái tọa độ này là tọa độ của cái joint. Cái point sẽ xuất hiện khi chúng ta kích chuột. Thì mình sẽ vẽ theo phương x trước là cách là 3m35. Thì mình nhập đây là 3m35, enter. Khi chúng ta kích chuột ở góc này thì chương trình sẽ vẽ ra một cái point cách điểm này đúng ở đoạn 3m35. Đúng vậy. Sau đấy xóa cái phần x đi, chúng ta nhập vào phần y cũng là 3m35 và chúng ta kích vào đây. Thì nó sẽ vẽ ra một cái point ở góc này. Nếu bạn nhập vào âm thì nó sẽ vẽ ngược trục tọa độ, nhập dương thì vẽ cùng chiều trục tọa độ. Sau khi vẽ xong point thì chúng ta đến escape, sau đấy đi vẽ các cái vách như bình thường bằng công cụ vẽ vách như sau. Đây là công cụ vẽ vách của chúng ta, draw world. Thì chúng ta sẽ vào cái phần property of object của cái vách, chọn type of area. Thì vách của chúng ta nếu là vách đứng thì để mặc định là pier, còn nếu là vách ngang thì là spiral. Chúng ta để đây mặc định vách đứng là pier. Phần property chúng ta chọn về cái loại vách chúng ta định vẽ là vách W300. Plan of offset là nếu các bạn muốn cái vách nó dịch chuyển đi một đoạn bằng bao nhiêu so với cái phương mà bạn kích chuột thì các bạn nhập vào đây. Ở đây thì chúng ta không, nên là chúng ta định là không. Đấy, và mình sẽ vẽ cái vách như sau. Kích chuột ở điểm đầu, kéo chuột đến điểm cuối để kết thúc thì kích chuột phải, xong chúng ta sẽ vẽ tiếp cái vách tiếp theo. Đấy, thì như vậy là các bạn đã thấy là chúng ta vẽ xong cái vách ở cái góc này. Bên này các bạn cũng thấy ở bốn góc tiếp theo này thì chúng ta làm vẽ tương tự thì các bạn sẽ được những cái vách, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái công cụ replicate để copy nó ra. Ví dụ mình làm như này, chọn quét chọn toàn bộ cái vách này. Khi quét chọn thì các bạn chú ý là nếu quét chọn từ trái sang phải thì nếu cái vách nằm chọn trong cái hình chữ nhật bao này thì cái vách sẽ được chọn hết. Đó, còn nếu các bạn quét từ phải sang trái thì tất cả cái đối tượng nào mà cái hình chữ nhật này cắt qua thì nó đều được chọn. Đấy. Mình có thể sử dụng công cụ replicate để copy đối xứng từ bên này sang bên này và sang cả bên phía bên này như sau. Và edit này, chọn replicate này, chúng ta chuyển sang tab mirror. Đấy, và ở đây nó cho chúng ta cái công cụ là pick to point on model. Chúng ta sẽ pick vào hai điểm của trục đối xứng, mình click vào đây. Trục đối xứng của chúng ta là điểm này và điểm này. Đấy, thì nó xác định cho chúng ta cái tọa độ tương ứng ở đây. Nên chúng ta apply. Đấy, bạn thấy cái vách đã được copy sang phía đối xứng bên phải lại. Còn làm tương tự để cho sang bên này, chúng ta cũng quét chọn hai cái vách này. Đấy, bây giờ chúng ta chọn lại trục đối xứng pick to point, trục đối xứng của nó là trục này. Apply. Đấy, thì chúng ta đã có đủ bốn cái vách bốn góc. Đúng không? Đây là cách thứ nhất. Bây giờ mình sẽ trình bày tiếp cách thứ hai. Mình xóa các cái vách này đi, chọn các cái vách cần xóa và nhấn delete. Chúng ta sẽ dùng công cụ vẽ vách nhưng mà fix chiều dài. Thì trước hết là chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh vẽ vách. Sau đấy thì chúng ta vẫn chọn các cái thuộc tính của vách như là ở phía trước. Nhưng mà ở phần Drawing Control Type chúng ta sẽ chọn là Fix Length. Và mình nhập cái chiều dài fix này là 3m35.
này chú ý là mỗi lần mà sau khi fix vẽ xong một đoạn thì các bạn lại phải chọn lại công cụ vẽ vách để chúng ta vẽ lại thì nó mới fix tiếp, nếu không thì nó lại vẽ như là bình thường. Đấy là cách thứ hai để tạo ra bốn góc thì các bạn cũng dùng công cụ replicate như mình vừa hướng dẫn vừa rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách vẽ số 3. Đấy là vẽ nhanh. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ là draw roll stack để vẽ nhanh cái vách. Chúng ta sẽ kích vào cái công cụ này. Thì chương trình sẽ hiện ra chúng ta một loạt các loại mẫu hình dạng vách khác nhau. Thì vách của ta là vách hình chữ L nên mình sẽ chọn vào hình chữ L ở đây. Thì chương trình yêu cầu chúng ta nhập các cái kích thước tương ứng vào đây vào. Thì kích thước của chúng ta là length LX, tức là theo phương này này, là 3m35, mình nhập vào đây là 3m35. Theo phương Y, kích thước theo cạnh này cũng là 3m35, nhập vào 3m35. Thickness là chiều dày của các cái vách, thì vách 1, T1 này là 0,3, thì đúng với cái vách của chúng ta rồi, đúng không? T2 cũng là 0,3, đây, đúng vách của chúng ta rồi. Nếu bạn muốn cái vách này xoay theo hình dáng khác thì các bạn lựa vào cái công cụ Mirror About 2 hoặc là Mirror About 3 để chúng ta xoay nó đi. Ở đây nếu mình chọn Yes thì nó sẽ đối xứng qua cái trục 2 là trục Y này. Và nếu chọn 3 là Yes thì nó sẽ đối xứng qua trục X hoặc là trục 3. Đây chúng ta vẽ cái góc dưới thì chúng ta sẽ chọn bên No. No. Rồi OK. Thì các bạn thấy nó sẽ có 5 cái điểm, 4 cái điểm màu xanh là những cái điểm mà chương trình sẽ tự động bắt điểm để chúng ta đặt cái vách. Thì các bạn di chuyển cái vách đến bao giờ thấy nó bắt điểm phù hợp với cái vị trí mà mình cần thì kích chuột trái để giữ nó lại. Và nó sẽ bắt điểm vào các cái điểm này. Đấy. Dạ, đây mình sẽ để nó như này. Kích chuột trái. Dạ, các bạn thấy có cái vách. À, ở cái bảng property này thì chương trình sẽ hỏi là chúng ta vẽ từ từng 1 đến từng 15 hay là chỉ từ từng 1 không được. Bây giờ mình Ctrl Z lại. Đấy, mình chọn thích mình từng 1 này. Đấy. Như vậy là nó chỉ vẽ cho bạn mình từ từng 1 thôi. Tương tự thì các bạn sẽ vẽ các cái vách tiếp theo và bằng cách tương tự hoặc là dùng công cụ replicate. Đấy, ở đây mình sẽ vẽ các cái vách tiếp theo. Ví dụ như thế này cho các bạn. À, cũng là cái vách như vậy. Chữ L này, 3m35 này. 35 này. Mình sẽ xoay lại này. Yes. Ok. Đã bên này. Đấy. Đây xong rồi có thể quét chọn hai thằng này. Dùng công cụ Edit Replicate Mirror Pick to Point để lấy trục đối xứng cái trục này. Trục này. Đấy. Apply. Ok. Đấy, bạn thấy nó đã vẽ đúng cái vách này. À, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái lõi thang máy ở giữa. Này, cái lõi thang máy của chúng ta ở đây có các cái kích thước lần lượt là như ở trên hình các bạn đang nhìn, cửa là 900, cao 2m1, bề rộng từ mép cửa ra đến mép bên này là 1m1 và trừ đi một nửa chiều dày vách thì chúng ta còn lại là 950, cạnh bên này thì là 1m, cái khoang theo phương này sẽ là 2m7 cộng với 150 cạnh dưới và 150 cạnh trên là 3m. Khoang bên này từ đây sang phía bên này sẽ là 1m cộng 900 cộng với 950. Vâng. Thì chúng ta sẽ tính ra được là bằng 3m85. Đúng không? À 2m85. Ok chưa? Giờ chúng ta sẽ vẽ cái vách này như sau. Zoom sát vào cái vị trí chúng ta vẽ cái vách này. Chúng ta kích vào công cụ vẽ nhanh. Các bạn hoàn toàn có thể dùng hai cái cách vẽ trước mà mình đã hướng dẫn để vẽ cái vách. Đấy là vẽ theo kiểu dạng vẽ point và cách thứ hai là vẽ theo kiểu fix chiều dài. Nhưng đây mình sẽ hướng dẫn công cụ vẽ nhanh cái vách này để các bạn thấy cái ưu điểm của nó. Chúng ta kích vào công cụ draw one stack. Cái vách của chúng ta là dạng vách hai lõi dạng này. Chúng ta chọn vào cái hình vách hai lõi này thì ở đây nó sẽ có các cái thông số của cái vách hai lõi. Chúng ta nhập lần lượt là cái co hai là lõi thứ nhất là chiều cao của lõi thứ nhất LI này, thì chúng ta vừa xác định được nó là 3m, nhập là 3m. Co width là bề rộng của cái lõi. Đúng không?
bề rộng là bề rộng theo phương này, chúng ta tính được nó là 2m85. Đây các bạn xem lại, đây là gì? Từ đây đến đây là 2m85. 5 number of score là số lượng lõi. Thì nếu bạn nhập là 3 này thì nó lên 3 lõi này. Nhập là 1 thì là 1 lõi này. Chúng ta thì là 2 lõi thì nhập là 2. Nó hỏi là uniform width, tức là bề rộng các cái lõi này là có giống nhau không. Thì đây chúng ta đang để đây là yes, nghĩa là gì? À yes là giống, là tách đều. Còn nếu bạn chọn no thì các bạn phải nhập hai cái kích thước lõi tương ứng vào đây. Còn nếu chúng ta để yes thì mặc định của hai cái lõi này là kích thước bằng nhau. Nếu bạn để no này đấy, thì để nhập cái bề rộng của cái lõi khác thì chúng ta kích vào đây, kích vào cái dấu ba chấm này thì nó sẽ hiện bề rộng của các cái lõi ra cho chúng ta nhập. Bề rộng lõi thứ nhất này, bề rộng lõi thứ hai. Vì đây hai cái lõi giống nhau nên chúng ta để nguyên và ok. Thickness là chiều dày thì tương ứng là T1, T2, T3, T4. Bạn nhìn trên hình này, mình nhập chiều dày vào. Thông thường thì cái lõi các bạn sẽ có chiều dày giống nhau. Ở đây là 0.3 và mình để nguyên là 0.3. Opening dimension là kích thước lỗ mở. Thì chúng ta có hai lỗ mở. Đúng không? Có hai lỗ mở. Thì đầu tiên là chiều cao của lỗ mở này. Thì thông thường chiều cao là giống nhau. Nên là chúng ta sẽ nhập vào cái đơn vị là 2.1 này. Ok. Đây là 2.1. Ok. Open width là bề rộng của lỗ mở. Thì chúng ta có hai lỗ mở nên để nhập bề rộng của các lỗ thì kích vào đây. Bề rộng lỗ mở thứ nhất là 0.9m. Bề rộng lỗ mở thứ hai cũng là 0.9m. Ok. Đấy, các bạn thấy kích thước nó đã hiện ở trên này. Và khi có bề rộng lỗ mở thì nó sẽ tự cân cái lỗ mở này nằm ở giữa hai cái khoảng này. Cái này là cái mà các bạn sẽ rất là khó chỉnh, đúng không? Bởi vì nó tự cân nằm ở giữa rồi thì chúng ta không chỉnh nó khác đi được. Còn nếu các bạn muốn chỉnh nó khác đi thì sau này phải dùng công cụ bui để chỉnh lại. Thì lát nữa mình sẽ xem nó lệch như thế nào để chúng ta chỉnh. Ở mirror about to, đây là giống như cái vẽ cái vách chữ L, làm cho cái vách đối xứng lại hay không. Ở đây nó không nên mình chỉ là no. Và vẽ cái vách ok này. Đấy, chúng ta sẽ pick cho đến điểm mà nó đặt cái lõi. Ok. Đấy, chúng ta đã có cái lõi đã được vẽ ra ở đây. Đấy, chúng ta thử đo thử này. Dùng công cụ draw dimension line này. Bạn sẽ đo này.
Edit, chọn Move. Đây, Edit Move. Đây, Edit Move. Và dịch sang bên trái của bạn là 0.25m, 0.025m. Thì mình nhập đây là trừ 0.025. Apply. Ok. Tương tự ở bên này cũng thế. Ta sẽ Move sang bên phải là 0.025m. Chiều dài thì cái thằng vách này chúng ta không cần phải mua như vậy, nó vẫn